Công an quận Đống Đa, Hà Nội, vừa thông tin về quá trình bắt giữ đối tượng truy nã Đào Tiến Nam, sinh năm 1992 ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra, vào ngày 9 tháng 12 năm 2023, do mâu thuẫn tại quán ăn đêm, Đào Tiến Nam có hành vi đánh gây thương tích cho anh Hát, sinh năm 1987, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Ngày 26 tháng 2 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Tiến Nam về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15 tháng 3 năm 2024, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy nã Đào Tiến Nam. Qua rà soát, xác minh, Công an phường Khương Thượng quận Đống Đa đã phát hiện đối tượng đang lẫn trốn tại tỉnh Khánh Hòa nên đã lập kế hoạch bắt giữ. Một tổ công tác công an phường Khương Thượng đã tiến hành bắt giữ đối tượng tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hiện công an phường Khương Thượng đã bàn giao đối tượng cho công an quận Thanh Xuân để điều tra, xử lý theo quy định.